Kính chào quý vị khán thính giả. Mỗi ngày trôi qua có rất nhiều những sự kiện đáng được chú ý, những tin tức đang được quan tâm. Hãy đồng hành cùng chúng tôi điểm qua những nội dung đáng chú ý đã diễn ra trong nước cũng như quốc tế. Và tôi là biên tập viên Thùy Trâm, người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Trưa ngày 15 tháng 11, miền Tây thêm hàng nghìn F0, một địa phương miền Trung đổi màu. Thành phố Hồ Chí Minh thu hẹp xét nghiệm, số ca mắc COVID-19 có dấu hiệu tăng. Số ca COVID-19 tăng, Đà Nẵng kiểm soát chặt chẽ đi lại tại hai phường vùng cam. Bà Rịa Vũng Tàu kích hoạt nhiều giải pháp dự phòng kiểm soát dịch COVID-19. Trưa 15 tháng 11, miền Tây thêm hàng nghìn F0, một địa phương miền Trung đổi màu. Thưa quý vị, miền Tây có thêm hàng ngàn F0, An Giang tiếp tục dẫn đầu số ca mắc mới. An Giang ghi nhận 660 F0, trong đó có 147 ca cộng đồng. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 từ ngày 15 tháng 4 đến nay là 18.245 trường hợp, đã điều trị khỏi 11.005 ca, 199 ca tử vong. Đồng Tháp ghi nhận 382 F0, trong đó về từ vùng dịch là 22 ca, 109 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 2 ca trong cơ sở điều trị, 138 ca trong khu phong tỏa và 111 ca trong cộng đồng. Sóc Trăng có 343 ca mắc COVID-19, trong đó số ca nhiễm qua truy vết sàng lọc trong cộng đồng là 123 ca. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng đã có 9.519 ca mắc COVID-19, có 6.238 bình phục, đang điều trị 3.221 ca. Cần Thơ ghi nhận 342 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó 29 ca trong khu cách ly. Số cách ly tại nhà là 130 và 183 ca cộng đồng. Số ca mắc COVID-19 ở Cần Thơ từ ngày 8 tháng 7 đến nay là 12.515 ca, đã điều trị khỏi 7.758 ca. Vĩnh Long ghi nhận 288 ca, trong đó 90 trường hợp là cộng đồng, 56 ca tại khu phong tỏa, 131 trường hợp là F1 được cách ly tập trung trước đó trở thành F0 và 11 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế. Tiền Giang ghi nhận 274 F0, trong đó có 48 ca cộng đồng, 226 trong khu cách ly. Hiện địa phương này đã ghi nhận 20.780 F0, đã điều trị khỏi 16.263 ca, tử vong 439 ca. Bạc Liêu có 273 ca có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 118 ca cộng đồng. Cà Mau thêm 243 ca mắc COVID-19, có 34 ca đã tiêm mũi 2 vaccine, trong đó có 125 ca cộng đồng. Tính đến ngày 14 tháng 11, toàn tỉnh đã có 4.376 ca mắc COVID-19, hiện đang điều trị 2.306 ca, bình phục 2.137 ca và tử vong 18 ca. Trà Vinh ghi nhận 134 ca mắc mới, trong đó 101 ca phát hiện trong cộng đồng, 10 ca là người từ ngoài tỉnh về địa phương, 10 ca phát hiện tại cơ sở y tế, 8 ca phát hiện trong khu cách ly tập trung và 5 ca phát hiện trong khu phong tỏa. Bến Tre ghi nhận 111 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó huyện Bình Đại 22 ca, Rồng Trôm 19 ca, Mỏ Cày Bắc 14 ca, Châu Thành 13 ca, Ba Chi 12 ca, Mỏ Cày Nam 12 ca, thành phố Bến Tre 11 ca, Chợ Lách 4 ca, thành phố 2 ca và ngoài tỉnh 2 ca. Hậu Giang 24 giờ qua ghi nhận 70 ca mắc COVID-19, trong đó 43 trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung và 7 trường hợp là ca mắc cộng đồng. Tính từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến nay, Hậu Giang ghi nhận tổng số 2.533 ca mắc, đã điều trị khỏi 1.372 ca, tử vong 6 ca. Hà Nội trước nguy cơ dịch lan rộng. Tối ngày 14 tháng 11, Hà Nội khẩn tìm người đến khu vực Chợ Rời và nhiều địa điểm liên quan F0. Trong ngày, Hà Nội phát hiện thêm 119 F0, trong đó có 42 ca cộng đồng. Một loạt quán ăn, cửa hàng cũng phải đóng cửa vì liên quan đến ca F0. Hiện phường Phú Đô thuộc quận Nam Từ Liêm, dịch ở cấp độ 4, màu đỏ, cảnh báo nguy cơ rất cao. Tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khiếu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19. Hà Nam ghi nhận 21 F0. Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Nam, trong ngày 14 tháng 11,
toàn tỉnh Hà Nam ghi nhận 21 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả 21 ca bệnh trong ngày 14 tháng 11 gồm có 3 trường hợp cách ly tại khu phong tỏa, tại nhà ở thôn Vĩnh Tứ, xã An Lão, huyện Bình Lục và 18 trường hợp là nhân viên làm việc tại công ty cổ phần may Happytech tại địa bàn xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm được phát hiện qua sàng lọc y tế. Nam Định. Thông tin từ Sở Y tế Nam Định, trong ngày 14 tháng 11 trên địa bàn tỉnh phát hiện 36 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều được phát hiện trong khu cách ly phong tỏa. Thái Bình ghi nhận thêm 134 F0. Ngày 14 tháng 11, Thái Bình ghi nhận thêm 134 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 128 trường hợp trong tỉnh và 6 trường hợp là người từ các vùng dịch về tỉnh đã được quản lý cách ly tại huyện Tiền Hải, Thái Thụy, Hưng Hà. Thanh Hóa thêm 47 ca mắc mới. Trong 24 giờ qua, Thanh Hóa ghi nhận 47 ca mắc COVID-19, trong đó 18 trường hợp lây nhiễm trong tỉnh, còn lại là các trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam đang cách ly theo quy định. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Thanh Hóa đã ghi nhận 1.581 bệnh nhân COVID-19, có 975 người được điều trị khỏi và ra viện, 9 bệnh nhân tử vong. Tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tiêm được hơn 1,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Nghệ An, 65 F0, 3 ca cộng đồng. Tỉnh Nghệ An ghi nhận 65 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 3 ca COVID-19 cộng đồng tại thị xã Cửa Lò, huyện Quỳnh Lưu và Yên Thành. Từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An có 3.094 bệnh nhân COVID-19, đã có 2.460 bệnh nhân ra viện, 22 bệnh nhân tử vong. Hiện địa phương này đang điều trị 612 bệnh nhân. Hà Tĩnh, thêm 25 F0, 6 ca trong khu phong tỏa. Trong ngày 14 tháng 11, Hà Tĩnh ghi nhận 25 ca mắc COVID-19, trong đó 6 ca trong khu vực phong tỏa, các trường hợp còn lại đã được cách ly tập trung. Tính từ ngày 4 tháng 11 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 198 ca mắc COVID-19, trong đó có 60 ca trong khu vực phong tỏa và 65 ca trong cộng đồng. Quảng Bình ghi nhận 16 ca mắc mới. Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, trong ngày 14 tháng 11, địa phương này ghi nhận 16 ca mắc mới, trong đó 7 trường hợp trong khu cách ly, 1 trong khu phong tỏa, 6 người về từ vùng dịch, 2 trường hợp là F1 của người về từ vùng dịch. Trong ngày, cũng có thêm 5 trường hợp khỏi bệnh và xuất viện. Tính đến ngày 14 tháng 11, Quảng Bình đã ghi nhận 2.200 ca mắc COVID-19, 2.016 người đã khỏi bệnh và xuất viện, hiện còn 178 trường hợp đang tiếp tục điều trị. Tỉnh Quảng Bình cũng đã tổ chức tiêm trên 567.000 mũi vaccine phòng COVID-19 và có hơn 81.000 người đã tiêm đủ 2 mũi. Quảng Trị thêm 35 ca mắc, nhiều trường hợp trong cộng đồng. Trong 24 giờ qua, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 35 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 14 trường hợp ghi nhận trong khu cách ly, 9 trường hợp qua giám sát cộng đồng, 5 trường hợp cách ly tại nhà, 7 trường hợp trong khu phong tỏa. Liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, hiện được đánh giá rất phức tạp, đến chiều ngày 14 tháng 11 đã ghi nhận 70 người dân mắc COVID-19, trong đó phần lớn các F0 được phát hiện ở cộng đồng. Để kiểm soát dịch, hiện đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp trên cấp độ 3 trên toàn bộ thị trấn Lao Bảo, trừ khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Đến nay, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 619 ca mắc COVID-19, đang điều trị 121 trường hợp. Thành phố Hồ Chí Minh thu hẹp xét nghiệm, số ca mắc COVID-19 có dấu hiệu tăng. Thưa quý vị, công tác xét nghiệm đã được chuyển hướng từ diện rộng sang có trọng tâm, trọng điểm trong giai đoạn thích ứng an toàn với dịch COVID-19. Quy mô xét nghiệm thu hẹp nhưng số ca bệnh phát hiện đang có dấu hiệu gia tăng trong tuần qua. Toàn thành phố hiện đang ở vùng vàng, nguy cơ trung bình của dịch COVID-19. Tuy nhiên, tại một số quận huyện, dịch bệnh có xu hướng gia tăng hoặc đang duy trì ở mức cao. Thống kê từ Cổng thông tin COVID-19 vào chiều 14 tháng 11 cho thấy nhiều quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh đang có số ca bệnh ở mức cao. Cụ thể, tại ngày 13 tháng 11, thành phố Thủ Đức ghi nhận 118 trường hợp test nhanh dương tính, quận 10 95 ca, quận Gò Vấp 75 ca, quận 12 67 ca, huyện Bình Chánh 72 ca, huyện Củ Chi 87 ca, huyện Hóc Môn 37 ca. Từ ngày 6 tháng 11, công tác xét nghiệm COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, không còn thực hiện định kỳ trên diện rộng với quy mô toàn dân,
hoạt động xét nghiệm đã điều chuyển theo hướng có trọng tâm, trọng điểm đối với các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ và xét nghiệm giám sát các khu vực nguy cơ, nhóm nguy cơ trên địa bàn dân cư, xét nghiệm các hộ gia đình trong khu vực cần điều tra dịch tễ. Quy mô xét nghiệm được thu hẹp nhưng tuần qua số ca bệnh lại có xu hướng gia tăng. Sau khi giảm sâu xuống dưới 1.000 trường hợp mắc mới mỗi ngày trong giai đoạn cuối của tháng 10 và tuần đầu tháng 11 năm 2021, trong tuần qua số ca bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh đang duy trì ở mức từ 1.200 đến 1.400 ca mắc mỗi ngày. Đến chiều 14 tháng 11, toàn thành phố đang ở vùng vàng, vùng nguy cơ trung bình của dịch COVID-19. Huyện Cần Giờ đang là địa phương trong nhóm nguy cơ cao, vùng cam. Tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 là 432.666 trường hợp. Hiện có 33.822 trường hợp F0 cách ly điều trị tại nhà và 4.370 F0 tại các khu cách ly tập trung. Để ứng phó với tình hình dịch bệnh có xu hướng gia tăng trở lại, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập đội đặc nhiệm kiểm dịch cùng tổ chuyên trách điều phối trạm y tế lưu động, kích hoạt lại mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Bên cạnh đó, Sở Y tế đã kiến nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố sớm triển khai lại các khu cách ly quận, huyện và có thêm bệnh viện dã chiến để sẵn sàng thu dung, điều trị F0. Số ca COVID-19 tăng, Đà Nẵng kiểm soát chặt chẽ đi lại tại hai phường vùng cam. Thưa quý vị, từ ngày 14 tháng 11, phường An Hải Bắc và Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà bị nâng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3 vùng cam. Đồng thời, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều chốt kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào hai phường này. Theo đó, trước việc ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn phường Nại Hiên Đông và An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định nâng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3, nguy cơ cao đối với hai phường có hơn 60.000 dân này bắt đầu từ sáng ngày 14 tháng 11 nhằm triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Cụ thể, đối với phường An Hải Bắc, giới hạn từ phía Bắc đường dẫn cầu Sông Hàn và mép phía Tây đường Ngô Quyền đến giáp danh phường Nại Hiên Đông, còn với phường Nại Hiên Đông thì là toàn địa bàn. Được biết, đây là lần đầu tiên Đà Nẵng chuyển cấp độ phòng chống dịch quy mô cấp phường theo nghị quyết 128 của Chính phủ về quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo đó, hai phường áp dụng biện pháp phòng chống dịch cấp độ 3 đầu tiên ở Đà Nẵng sẽ phải tạm dừng, hạn chế một số hoạt động dịch vụ. Cụ thể, đối với người dân từ vùng cấp độ 3, vùng cam, yêu cầu phải thực hiện nghiêm quy định 5K. Khi đến vùng cấp độ 1, 2, vùng xanh, vùng vàng, phải có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc có giấy chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương có người đến hoặc về từ vùng cam chịu trách nhiệm kiểm tra các điều kiện về an toàn phòng chống dịch. Không được đi đến vùng cấp độ 4, vùng đỏ, khu vực phong tỏa y tế, trừ các trường hợp đặc biệt theo quy định đối với vùng đỏ và phải được chính quyền địa phương đó chấp thuận. Khi tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao phải đảm bảo điều kiện đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng. Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch. 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Trong đó, hoạt động trong nhà tập trung không quá 20 người, hoạt động ngoài trời tập trung không quá 50 người tại cùng thời điểm. Tiệc đám hiếu, hỉ, liên hoan tổ chức tại nhà riêng tập trung không quá 20 người tại cùng thời điểm. Nhà hàng, cửa hàng, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về, không được phục vụ khách tại chỗ. Chợ truyền thống hay chợ đầu mối chỉ được bố trí luân phiên tối đa 50% số lượng gian hàng trên quầy hàng, có vách ngăn giữa người bán, người mua và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, massage, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm đẹp, casino, bida tiếp tục dừng hoạt động. Cơ sở dịch vụ cắt tóc, gội đầu phục vụ không quá 3 người cùng thời điểm. Cơ sở kinh doanh dịch vụ khác trừ nhà hàng, quán ăn phục vụ tối đa 20 người cùng một thời điểm, bảo đảm giãn cách 2 mét giữa người với người. Hoạt động khai thác thủy sản đối với người dân và tàu thuyền, người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương đã tiến hành lập 10 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn hai phường An Hải Bắc và Nại Hiên Đông.
Mỗi phường có 5 chốt kiểm soát, trong đó 2 chốt mềm và 3 chốt cứng để kiểm tra những người đủ điều kiện mới được ra vào địa bàn. Ông Hùng nói, địa phương cũng đã chuẩn bị đủ lương thực thực phẩm đáp ứng nhu cầu mua sắm cho người dân trên địa bàn hai phường này. Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng 14 tháng 11, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều chốt kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào trên địa bàn hai phường An Hải Bắc và Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Tại chốt kiểm soát đường Lê Đức Thọ, Ngô Thị Hiệu, phường Nại Hiên Đông, trong ngày hôm nay đã thực hiện kiểm tra đối với hàng nghìn lượt người, phương tiện vào địa bàn. Đây cũng là chốt chặn kiểm tra đối với rất nhiều phương tiện vào khu vực cảng cá Thọ Quang. Qua quan sát, hầu hết tiểu thương đồng tình với việc kiểm tra kỹ thông tin người dân ra vào địa bàn hai phường. Bà Nguyễn Thị Thanh, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết, tôi buôn bán ở khu vực cảng cá Thọ Quang, hôm nay đi vào cảng cá thì được công an kiểm tra kỹ thông tin rất kỹ. Bản thân tôi thấy việc các chốt kiểm tra chặt chẽ như thế cũng yên tâm hơn khi dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Đang làm nhiệm vụ kiểm soát người dân ra vào tại chốt kiểm soát ngã tư Chu Huy Mân, Phạm Văn Xảo, phường Nại Hiên Đông, Trung úy Hồ Thọ Diễn, Công an phường Nại Hiên Đông cho biết, người dân khi qua chốt phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc có giấy chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng. Còn những trường hợp nào không đủ yêu cầu thì bắt buộc phải quay đổi xe. Trung úy Diễn thông tin, trong ngày đầu tái lập chốt kiểm soát COVID-19 tại đây, đã có rất nhiều trường hợp phải quay xe vì không đáp ứng đủ yêu cầu mới tiêm một mũi vaccine. Bà Rịa Vũng Tàu kích hoạt nhiều giải pháp dự phòng kiểm soát dịch COVID-19. Thưa quý vị, liên tiếp những ngày gần đây, số ca nhiễm COVID-19 mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tăng cao từ một con số lên hai con số và lên mức ba con số. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã kích hoạt nhiều giải pháp dự phòng nhằm từng bước kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Phạm Minh An cho biết, nguy cơ dịch bùng phát diện rộng rất hiện hữu. Tuy nhiên, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn bình tĩnh, chủ động và chuẩn bị kỹ lưỡng mọi mặt để có thể thích ứng an toàn. Trong 3 ngày mùng 10, 11 và 12 tháng 11, số ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đều sấp xỉ 200 ca nhiễm mỗi ngày, trong đó có hàng trăm ca lây lan trong cộng đồng. Đặc biệt, ngày 13 tháng 11 có đến 223 ca mắc mới với 148 ca trong cộng đồng. Đây là ngày ghi nhận số ca mắc cao nhất từ địa phương nới lỏng nhiều hoạt động. Nếu so sánh với số ca nhiễm chỉ mức một con số mỗi ngày trước đó không lâu, có thể nhận thấy tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu diễn biến khá phức tạp. Bác sĩ Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhận định, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên diện rộng rất hiện hữu. Cụ thể, từ 16 tháng 10 đến 13 tháng 11, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.500 ca, tăng gấp 4 lần so với thời điểm một tháng trước và số ca mắc trong cộng đồng tăng gấp 5 lần. Sự phức tạp của tình hình dịch bệnh tại Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay là xuất hiện nhiều chùm ca bệnh trong doanh nghiệp có đông người lao động và tạo ra các chuỗi lây nhiễm mới. Điển hình như công ty Đông In Intact, huyện Đất Đỏ có 100 ca, công trường số 28 Thi Sách, thành phố Vũng Tàu 58 ca, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất giày Uy Việt 78 ca, công ty gỗ Thị Hoàng, thị xã Phú Mỹ 38 ca. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhìn nhận nguyên nhân chính xuất phát từ sự chủ quan của cả chính quyền, người dân và doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ, triệt để các giải pháp về phòng chống dịch, công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch chưa hiệu quả, nhất là việc người dân khai báo y tế khi ra vào tỉnh chưa nghiêm, dẫn đến tình trạng một số người vào tỉnh nhưng không thực hiện cách ly đúng quy định để dịch lây lan trong cộng đồng. Liên quan các chùm ca bệnh tại các doanh nghiệp nói trên, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho biết, qua kiểm tra các công trường, doanh nghiệp có ca mắc COVID-19 cho thấy, các đơn vị này dù đã xây dựng phương án phòng chống dịch nhưng không sát thực tế. Hầu hết doanh nghiệp chưa có phương án xử lý, lúng túng trong trường hợp ghi nhận F0 cần phải có những đánh giá, dự báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên, qua đó tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ phương án phòng chống dịch của các doanh nghiệp. Tính từ khi xuất hiện ca nhiễm đầu tiên đến nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có hơn 6.200 ca mắc COVID-19. Đánh giá phân loại cấp độ dịch của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho thấy, hiện địa phương có 65 xã, phường, thị trấn chiếm 78,3% thuộc cấp độ 1, nguy cơ thấp, vùng xanh. Có 14 xã, phường, thị trấn chiếm 16,9% thuộc cấp độ 2, nguy cơ trung bình, vùng vàng. Có 4 xã, phường thuộc cấp độ 3, nguy cơ cao, vùng cam.
Hiện không có các xã phường, thị trấn nào nằm trong vùng nguy cơ rất cao, cấp độ 4, vùng đỏ. Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu vẫn là địa phương cấp độ 1, nguy cơ thấp, vùng xanh. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Mai Ngọc Thuận cho biết, hiện Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã xây dựng dự thảo hướng dẫn tạm thời phương án phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dự thảo đang lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương và sớm hoàn thiện, ban hành trong thời gian tới. Dự thảo có quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện phòng chống dịch cho các cơ sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp và cả người lao động. Vì vậy, khi thực hiện sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động trong phòng chống dịch bệnh. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Phạm Viết Thanh cho biết, sự chủ động, bình tĩnh vào lúc này là vô cùng quan trọng. Các địa phương, sở, ngành cần tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch, đặc biệt là tại khu vực cảng biển, nhà máy, doanh nghiệp. Phải đánh giá và nắm chắc các nguồn lây nhiễm, thành lập các trạm y tế lưu động tại các khu công nghiệp, tổ chức cho các doanh nghiệp diễn tập để không lúng túng khi xuất hiện F0, khuyến khích doanh nghiệp test nhanh COVID-19 định kỳ cho người lao động. Ngoài ra, cần tiếp tục nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 ở cả 3 tầng, triển khai hiệu quả quy định cách ly F1 tại nhà và xây dựng dự thảo quy định cách ly F0 tại nhà trước 25 tháng 11. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã kích hoạt hoạt động của 4 bệnh viện dã chiến quy mô hơn 1.000 giường bệnh, đồng thời sẵn sàng các kịch bản để ứng phó với tình huống dịch bệnh bùng phát trở lại. Đợt dịch lớn nhất sau Vũ Hán lan ra 2/3 Trung Quốc. Thưa quý vị, với hơn 1.000 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở 21 tỉnh, đợt bùng phát dịch mới tại Trung Quốc là đợt dịch lây lan rộng nhất sau đợt dịch ở Vũ Hán hồi cuối năm 2019. Thành phố Đại Liên đã trở thành điểm nóng COVID-19 mới nhất của Trung Quốc. Thành phố này ghi nhận 40 ca nhiễm trong cộng đồng hôm 13 tháng 11 trong tổng số 57 ca nhiễm mới trên toàn quốc. Trong nỗ lực nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, chính quyền thành phố Đại Liên đã khuyến cáo người dân không rời khỏi nhà và tạm dừng hoạt động các địa điểm công cộng được coi là không cần thiết. Hai trường đại học ở Đại Liên đã áp đặt các biện pháp hạn chế kể từ khi thành phố cảng này phát hiện ca mắc COVID-19 hôm 4 tháng 11. Hàng chục nghìn sinh viên đang bị cách ly trong khuôn viên một số trường đại học ở Đại Liên, nhiều người phải học trực tuyến tại ký túc xá. Kể từ ngày 17 tháng 10 đến nay, đợt bùng phát dịch COVID-19 mới đã lan ra 21 khu vực cấp tỉnh tại Trung Quốc, tương đương với 2/3 đất nước với ít nhất 1.000 ca nhiễm. Các nhà chức trách Trung Quốc đang phải chạy đua kiểm soát làn sóng COVID-19 thứ tư do chủng virus Delta với khả năng lây nhiễm cao gây ra. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC hôm 13 tháng 11 cảnh báo, khi mùa đông bắt đầu và nhiệt độ thấp hơn, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 kết hợp với các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như cúm sẽ tăng lên. Theo Mi Feng, người phát ngôn của NHC Trung Quốc, cam kết thực hiện chiến lược không COVID và sẽ tiếp tục tăng cường các nỗ lực phòng ngừa tại các thành phố cảng để kiểm soát số ca nhập cảnh từ nước ngoài và tiếp tục thúc đẩy việc tiêm chủng quy mô lớn. Mặc dù số ca nhiễm mới trong ngày tại Trung Quốc thấp hơn nhiều so với các nước khác trên thế giới, song Trung Quốc vẫn siết chặt các biện pháp chống dịch khắc nghiệt theo chiến lược không COVID, bao gồm đóng cửa biên giới, phong tỏa, cách ly và xét nghiệm hàng loạt. Tuy nhiên, chiến lược này cho đến nay vẫn gây nhiều tranh cãi. Phó Giám đốc NHC Wu Liangjiu cho biết, đợt bùng phát dịch hiện tại dường như đang chững lại, với các ca nhiễm được ghi nhận giai đoạn đầu ở Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang và Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, cũng như những nơi khác đã dần được kiểm soát. Tuy nhiên, tình hình dịch ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh vẫn phức tạp, với ca nhiễm trong cộng đồng được phát hiện ở các thị trấn và khu vực riêng lẻ trong thành phố. Bắc Kinh yêu cầu tất cả những người vào thủ đô phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính được thực hiện trong vòng 48 giờ và mã sức khỏe xanh bắt đầu từ ngày 17 tháng 11. Giới chức Trung Quốc xác nhận có tổng cộng 2,37 tỷ liều vaccine COVID-19 đã được tiêm trên toàn Trung Quốc tính từ ngày 12 tháng 11 với 1,074 tỷ người đã được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vaccine. Hơn 95% học sinh từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm chủng. Ngoài ra, 84,4 triệu trẻ em từ 3 đến 11 tuổi đã được tiêm chủng với mục tiêu hoàn thành toàn bộ quá trình tiêm chủng vào cuối tháng 12. Trung Quốc tăng tốc kiểm soát dịch trong bối cảnh thủ đô Bắc Kinh sẽ đăng cai Thế vận hội mùa đông vào tháng 2 năm sau.
việc các vận động viên và quan chức từ nhiều quốc gia tới Thế vận hội đặt ra thách thức lớn cho nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc.